Tôi bác sĩ Mary Trần xin trở lại với chương trình Y khoa và đời sống. Chương trình này nhằm mục đích là mang những thông tin, những sự hiểu biết về y khoa đến quý vị. Nếu quý vị có những bệnh mà liên quan sức khỏe của mình hay những câu hỏi liên quan với sức khỏe, xin quý vị liên lạc với bác sĩ Trần của mình để hỏi rõ hơn. Hôm nay chúng tôi rất hạnh cái sự góp mặt của bác sĩ Đặng Phi Long, là bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa và đường ruột. Cảm ơn bác sĩ rất đến chương trình chúng tôi. Mời bác sĩ có thể cho lời giới thiệu của chính mình đến với quý vị được không? Dạ vâng, tôi là bác sĩ Đặng Phi Long, bác sĩ chuyên môn đường ruột tiêu hóa và gan. Thì cũng đã nhiều lần lên đây nói chuyện cùng với bác sĩ Mary Trần, cùng với quý vị thính giả. Thì hôm nay cũng rất là hân hạnh đã được bác sĩ Mary Trần mời tới để tiếp chuyện cùng với quý vị. Dạ, cảm ơn bác sĩ Đặng Phi Long rất nhiều, một khuôn mặt rất quen thuộc đã đến với chương trình chúng ta rất nhiều. Hôm nay tôi có nhiều câu hỏi của quý vị hỏi đến, thì cái chương trình hôm nay mình nói về đề tài táo bón. Thì quý vị cũng biết là khi mà chúng ta đến một cái tuổi, càng ngày chúng ta sẽ già đi, thì họ thường nói là sinh lão bệnh tử. Thì khi chúng ta sinh ra chúng ta sẽ lão hóa. Thì khi chúng ta đến lão hóa thì chúng ta biết là tóc chúng ta sẽ bạc đi, da chúng ta nhăn nheo và chúng ta sẽ gù lưng. Thì cái điều chúng tôi cũng thường gặp của người lớn tuổi khi bị lão thì là cái bệnh táo bón. Thì một nghiên cứu cho thấy là cứ trên 60 tuổi thì 50% sẽ bị táo bón. Thì cái con số rất là không có nhỏ. Thì khi chúng ta đến táo bón, người nào cho chúng ta đã một lần đã bị rồi. Và khi bị táo bón thì cái triệu chứng là chúng ta rất là khó chịu. Chúng ta có thể kèm với những cái chứng mà khó chua hay là người khó chịu hay là nó rất là mệt mỏi. Thì hôm nay chúng ta nói về đề tài táo bón. Thì thưa bác sĩ, ngoài cái nguyên nhân mà chúng ta thấy là lớn tuổi chúng ta thường bị, thì có những nguyên nhân khác làm gây ra chứng táo bón này không bác sĩ? Dạ thì chứng bệnh táo bón thì đa số người nào cũng bị, lớn cũng bị, bé cũng bị. Nhưng mà mình thấy đó là người lớn người ta bị hơn. Một cái vấn đề cho người lớn tuổi, tại sao những người lớn bị táo bón? Cái lý do đó là tại vì càng lớn tuổi chừng nào thì mình bị đủ thứ bệnh hết, cao máu, tiểu đường, cao mỡ, rồi bị khủng hoảng tinh thần, depression, anxiety. Thì nó có nhiều lý do. Thì đa số đó là tại vì mình uống thuốc nhiều quá đó. Càng lớn tuổi mình càng uống thuốc nhiều. Và mình 50 tuổi mình uống có 3-4 viên, 60 tuổi mình uống 8-9 viên, rồi 70 tuổi mình uống cả hơn mười mấy viên. Thì đa số đó thuốc đó, nó làm cho mình bị bón. Đó. Thì nhiều khi mình uống thuốc như là cao máu nó cũng làm cho bón, uống thuốc khủng hoảng tinh thần làm cho táo bón. Và đa số đó là những cái thuốc vitamin như là calcium, mấy cái thứ đó đó, nhiều khi nó cũng làm cho mình táo bón. Thì đa số người lớn tuổi bị táo bón là tại vì người ta uống thuốc, mấy loại thuốc nó làm cho mình bị bón. Ngoài ra có những cái lý do khác nữa đó là nhiều khi mình hoạt động, mình vận động, mình đi bộ, mình tập thể dục đó, thì nó cũng là một cái phương cách rất là tốt. Chẳng những nó làm cho sức khỏe của mình nó dồi dào, bớt bị tiểu đường, bớt cao mỡ, và nó cũng làm cho cái bộ phận tiêu hóa, cái bắp thịt, làm cho những cái cơ năng ở trong cái ruột già với ruột non của mình nó co bóp đều, thì nó làm cho mình bớt bị bón. Và mình mà nhiều khi mình lớn tuổi rồi đó thì mình cũng ít ăn uống nhiều, mình không có uống nước nhiều, mình không ăn rau nhiều, thì nhiều khi những cái thứ đó nó cũng làm cho mình bị bón. Ngoài ra thì lớn tuổi rồi đó thì nhiều khi cái bắp thịt cơ bắp của mình đó, nó cũng yếu đi, thì nó cũng có thể làm cho mình bị bón. Và cái ruột già của mình nhiều khi đó nó nổi bong bóng, thì nó gọi là diverticulosis, thì nhiều khi mình bón đó, nó làm cho cái ruột già nổi bong bóng, và cái những bong bóng đó nó cũng làm cho cái ruột già của mình nó chậm lại và làm cho mình bị bón luôn. Thì người lớn, người bé, người nào cũng bị bón, nhưng mà đa số thì người lớn tuổi người ta bị bón nhiều hơn là những người trẻ tuổi. Dạ. Khi bác sĩ nói là càng lớn tuổi thì như bác sĩ cũng đề cập đến là cái nguyên nhân mà gây táo bón, cái tuổi tác chúng ta là một lý do, mà chúng ta tuổi tác càng chồng chất thì như bác sĩ nói là thuốc men là một lý do mà chúng ta thường gặp nhiều nhất. Càng lớn tuổi càng bị, thì bác sĩ nói là cái thuốc men, thì cái thuốc bác sĩ có những cái thuốc mà cụ thể nhắm lắm mà mình nghĩ là thường thường gây táo bón không bác sĩ? Những loại thuốc như thế nào? Là thường thường thuốc táo bón là thường như là cái thuốc mineral vitamin, là những thuốc calcium thì nó cũng làm cho mình bón. Và đa số là những người mà bị mất trí nhớ, mình uống thuốc Aricept, hay là mình bị depression, mình uống thuốc Effexor,
hay là mấy cái loại thuốc an thần đó, thì nó làm rất là thần. bón, hay là mình mất ngủ thì nhiều khi người ta cho mình uống Seroquel hay gì đó, thì những loại thuốc đó nó làm cho bị rất là mà bón rất là trầm trọng. Đó. Còn ngoài như là thuốc cao máu, như là loại thuốc calcium channel blocker, là Meliquin, Cardizem hay là mấy cái loại thuốc đó, thì nó cũng làm cho mình bị mà bón rất là nhiều. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta nên để ý là nếu chúng ta lớn tuổi cố gắng đừng có để bị nhiều bệnh để mà bớt uống thuốc. Cái điều là một lý do, rồi bác sĩ cũng đề cập đến là cái sự ăn uống cũng không đầy đủ chất bổ, hay là mình thiếu hoạt động, tại vì càng lớn tuổi chúng ta chân tay chúng ta lại bị đau, mà khi khớp đau chúng ta lại không có hoạt động nhiều, mà khi chúng ta không hoạt động nhiều chúng ta thụ động thì chúng ta dễ bị táo bón, thì mình không có active nhiều. Rồi cộng thời nữa là về cách ăn uống, thì quý vị cũng biết là cái ăn uống là một cái điều mà chúng ta thường gặp nhất trong cái táo bón. Thì thưa bác sĩ, khi mà cái thực phẩm, thường thường đồ ăn cũng là ngon, nhưng mà thực phẩm, những loại thực phẩm nào mà chú bác sĩ có thể khuyên bệnh nhân là cái thực phẩm nào có thể gây ra táo bón, và thực phẩm nào có thể giúp cho người ta bị táo bón không bác sĩ? Thì thức ăn thì để cho mình bớt bị bón đó, là mình ăn rau, mà đa số là cái chất có chất xơ đó, thì nó làm cho phân của mình nó gọi là bulking agent đó, thì làm những cái chất xơ đó, thì chất xơ nó sẽ hút nước vào trong đó, thì làm cho phân của mình nó to và nó mềm, nó đi cầu cho một cái nó dễ dàn hơn. Thì đa số đó là mình ăn rau, ăn những cái chất xơ thì nhiều hơn, và mình uống nước nhiều, thì càng uống nước nhiều đó thì nó làm cho cái cơ thể của mình nó thông ra, nó flush ra những cái và nước nó vào trong cái phân của mình, làm phân của mình nó mềm đi, thì nó ít bị cứng, thì nó đi cầu cho nó dễ dàng hơn. Còn những cái đồ ăn như là mình đồ ăn cay, ăn ớt, ăn đồ đó, thì những cái thứ đó mình phải cẩn thận. Mà là đặc biệt là người Việt Nam của mình khoái ăn ổi, ăn đồ đó, thì những cái đồ ăn đó thì nó cũng hơi khó tiêu, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị bón được nhiều hơn. Tôi bác sĩ có đề cập đến là mình ở California thì cái thường thường cái mình đồ ăn rất là ngon, rất là trong trong cái mùa gọi là mùa đào. Thì tôi biết là cái trái đào nó dễ làm táo bón lắm. Rồi cộng thêm nữa là quý vị cũng biết là như bác nói sĩ là cái chuối xanh nó cũng dễ bị làm chúng ta bị táo bón. Còn ổi, tôi nghe nói là ổi nếu mình phải lựa đúng là ổi chín thì dễ đi đi cầu hơn. Nhưng mà những cái ổi mà ổi ổi và ổi xanh á, thì chúng ta phải cẩn thận. Nhưng mà cái thực phẩm là cái điều chúng ta cũng cẩn thận, ăn rau xanh, ăn những cái đồ mà như vitamin, tại vì tôi thấy rất là nhiều người bệnh nhân ưa dùng vitamin mà mấy bác thường thường nói là vitamin không phải là thuốc, nên uống nhiều thuốc thì làm cho chúng ta dễ bị táo bón, cộng thêm những thuốc mà chúng ta thường dùng trong ngày. Như bác sĩ cũng khuyên là nên ăn những rau xanh, ăn cái những đồ ăn mà nó không có phải là đồ cay, thì quý vị cũng để ý cách ăn uống của mình là cái điều cũng quan trọng. Như bác sĩ cũng đề cập là cách uống nước, mà người lớn tuổi cũng tội nghiệp lắm bác sĩ. Khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta uống nước nhiều lại phải đi tiểu nhiều, mà người lớn tuổi dậy đi tiểu nhất ban đêm mà thức thức dậy uống tiểu nhiều cũng hơi mệt. Thì chúng tôi cũng khuyên là uống nước chúng ta uống buổi sáng ban ngày trước khi ngủ chúng ta bớt lại, thì chúng ta uống nhiều ít nhất là khoảng chừng 1 đến 2 lít nếu mà cơ thể mình cho phép. Nhưng mà có một số người bị cái bệnh về tim mạch thì chúng ta cũng cẩn thận về cách ăn uống, uống nước nhiều quá nó cũng làm cho dễ bị máu nhồi, cái làm cho chúng ta bị suy tim dễ hơn, hoặc là bị congestion trong cái không thở được. Rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ của phần 1 của chương trình. Xin quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi trở lại phần 2 của chương trình. Xin chào quý vị.